Hello, xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha mọi người. Hôm nay Tiến có làm một tô cháo nha mọi người. Đây là cháo cháo gói, Tiến làm cháo gói nha mọi người. Mời tất cả mọi người, hôm nay Tiến làm hai gói nha. Mời tất cả mọi người ăn trưa cùng với Tiến. Cháo gói bữa nay Tiến hơi mệt mọi người. Hơi mệt trong người nên Tiến làm một tô cháo gói mình ăn cho nó. Nói chung là người ta cứ mệt mỏi mọi người, là ăn cháo vô thấy nó hơi khỏe khỏe nên nhà Tiến quyết định làm hai gói cháo cháo gà nha mọi người. Hai gói cháo gà, mời tất cả mọi người ăn chung với Tiến nha. Mời tất cả mọi người, rất ok mọi người. Cháo này người ta đã pha sẵn, về mình chỉ cần đổ vô tô và mình đổ gói nêm gia vị mọi người vô là mình có thể ăn được rồi. Mọi người coi video của Tiến, mọi người nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho ủng hộ Tiến nha mọi người. Từ trước giờ mọi người chưa thấy Tiến ăn cháo để quay video đúng không mọi người? Hôm nay Tiến quay cho mọi người cháo gói, tiện thể Tiến đang mệt mỏi mọi người, là Tiến làm hai gói cháo Tiến ăn cho nó khỏe. Trời này nó nắng nóng mọi người, nên dễ bị cảm hoặc là cơ thể mình nhiệt nó thay đổi mọi người, dễ bị bệnh lắm. Với qua đây mọi người, qua cái kênh của Tiến, Tiến đang quay cho mọi người coi video Tiến đang ăn cháo nha mọi người. Là Tiến cũng gửi lời chúc tất cả mọi người tới nhiều sức khỏe trên kênh của Tiến. Mọi người thật là thành công nha. Mọi người theo dõi kênh của Tiến rất là lâu, Tiến cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem mọi người có thấy Tiến mà quay video thấy không được hay, tại vì cái màn hình cam của Tiến mọi người, cái điện thoại Tiến dùng đây là nó đang bị bể rồi. Bữa nào Tiến quay cho mọi người coi thì điện thoại của Tiến cũng nói chung là nó không được xịn sò mọi người. Không, Tiến dùng cái điện thoại Samsung của Samsung J7 đó mọi người, này nó cái màn hình Tiến quay với lại độ ánh sáng nó hơi hơi mờ, mọi người cũng thông cảm nha mọi người. Thank you.
mới đây đã hết cái tôi cháu mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người video ngày mai. Mọi người nhấn like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Tiến nha mọi người.